ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhóm của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê, yêu quê, nhớ quê và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn in bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, Tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ Lan Sa đã từng thốt lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay là rập rờn, mây mở trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàng lời hay ý đẹp để ngợi ca vẻ đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự vân đỉnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như muốn lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ nên con người ở đây thường sang trọng chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi đã tạo cho con người nét đỉnh cấp điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ nên con người ở đây thường cởi mở hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước, nơi là thiên nhiên ưu ái băng tặng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiểu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Thề trong vai nghiêng nó qua trời
ngọt ngào sâu lắng của người dân nơi đây. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng châu thổ này hệ thống sông rạch chằng chịt, đất đai màu mỡ, đồng lúa thẳng cánh cò bay, và thành phố Sài Gòn hoa lệ chính là tâm điểm của mặt đất đáng tự hào này. Bây giờ thì em xin chào cái máy nói. Bây giờ thì Đại Nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình. Nãy bưng bá trên cao đầu bài, bà nói mình đã sợ rồi. Tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong rung lẩy bẩy, hai chân rung rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm mà bà vẫn cứ nói. Hạ bà xuống bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bà lên trên cái bục, bà cũng nói. Cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở. Mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là: chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu. Và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại. Cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn. Con đứng không đó, con làm cái này cái kia. Ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con, đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hung miếng đi. À, thì cô đang trang hung con miếng kìa. Rồi ông ấy đứng đây luôn cũng đứng được. Đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận xét. Khoan, để cho nói trước đây đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hằng, hay Hằng. Nữa chứ phải rồi. Em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói. Chứ đâu ra mà trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra. Chị cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! À, các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là bài hòa âm. Và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức và
bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả. Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia, và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn. Mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ cái tố chất. Còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy không, bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi, cho chú Nghĩa Hùng miếng. Rồi, chúc mừng con gái. Chàng trai với thầy Quốc Đại cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời cứ giao đi giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công giao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Vâng thưa các bạn, công cha lớn như núi, người cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con. Cha nâng niu, ôm ấp, chăm chút cho con. 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắc chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Để hiểu thêm về công lao dưỡng dục sinh thành to lớn của cha mẹ, sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong làn điệu Sẩm Thương trong tác phẩm Thập Ân Phủ Mẫu. Xin mọi người cho bé Vi Âm một tràng pháo tay thật to nào. To lên nào. Trời ơi. Ôi trời. Chú mẹ kể ngon buồn khúc nhói, mẹ kể thấp ấn từ khi trong lòng mẹ có thai âm dương rồi có thiên đình. Nào ai biết gì, mẹ kể từ khi là con nơi bụng trà là để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Thế nhưng trong cuộc sống đời thường đâu đó có những người con chưa nhận ra công ơn của cha mẹ và chưa làm tròn bổ phận của mình để cho cha mẹ buồn lòng. Và câu chuyện cổ tích về ba cô gái là một minh chứng cho điều này. Ba cô gái ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo sinh được ba cô con gái. Không may, người chồng đã qua đời, người vợ phải nuôi dạy các con khôn lớn. Lớn lên, ba cô đều xinh đẹp và đi cưới chồng. Bà mẹ nhớ thương con, thấy trong lòng mệt mỏi, nên gọi Sóc lại. Sóc con ngoan, Sóc hãy mang thu đến chỗ có con ta. Và bảo với chúng là ta bị ốm nhé. Sóc bảo là vâng ạ. Nói rồi Sóc chạy đi. Nhanh lên, mình vừa tới nhà chị Hai thôi. Tới nhà chị Hai rồi. Chị Hai ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Hai đang ngồi cọ chậu. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải cọ hết cái chậu này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn cọ hết cái chậu này thì chị hãy biến thành con rùa đi. Ngay lập tức chị Hai biến thành con rùa. Hả? Biến con rùa rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Ba thôi. Tới nhà chị Ba rồi. Chị Ba ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Ba đang ngồi xe chị. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải xếp cái chị này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn xếp cái chị này thì chị hãy biến thành con nhện đi. Ngay lập tức chị Ba biến thành con nhện. Hả? Biến thành con nhện rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Út thôi. Vừa chạy Sóc vừa nói, bà ơi bà đợi con nhé, con sẽ mang chị Út về cho bà. Tới nhà chị Út rồi. Chị Út ơi, mẹ chị đang bị ốm đấy. Chị Út đang làm bánh. Thế à Sóc? Chị về liền ngay. Chị Út đúng là một người con hiếu thảo. Qua câu chuyện này, chúng ta đã rút ra một bài học lớn. Đó là phải luôn hiếu thảo và phải biết ơn cha mẹ. Thế mới là người con ngoan. Phần dự thi của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời ơi, tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được một cô bé nhỏ xíu như thế này mà có thể vừa hát vừa dẫn chuyện rồi kể chuyện mà không dấp một chữ. Nguyên một cái tiết mục rất là dài, rất là nhiều câu, nhiều từ mà con nói không có dấp một chút nào hết. Con học lâu không con? Dạ, cũng hơn 2 ngày là con thuộc rồi. Ôi, 2 ngày thôi mà con thuộc như vậy rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời ơi, sợ quá. Tôi sợ quá rồi. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Dạ, sợ thiệt luôn á. Dạ, cô Việt Hương. Vị già ơi, con có biết là con thuyết phục lắm không? Con là dùng lời nói để thuyết phục người khác. Con ơi, hôm nay con mở live show của con hả? Phải không? Con hiểu live show là gì không? Tức là mình mở nguyên một chương trình, mở đó mình là vai chánh, mình hát, mình đàn, mình múa, mình dẫn chương trình, mình làm hết từ trên xuống dưới luôn đó. Ba cô gái luôn. Một mình con bao sân hết á. Phải không? Dạ phải hả? Trời đất ơi, quá trời ơi. Đại ơi, hôm bữa đó Hương á là chấm bé này vào á là Hương chấm về cái phần nói. Thì Hương mới nói là Hương muốn cho em nó làm một cái chương trình thời tiết hay thời sự về vùng miền. Thì hôm nay á, Đại khôn khéo luồn lách vô và biết được em ấy biết hát. Cho nên hát một cái loại ca rất là chải cái chiếu xong con ngồi con lớn hơn cái trống có chút xíu à. Cho nên là hoàn toàn thuyết phục bởi một bé chỉ 5 tuổi rưỡi. Mà con làm như là cái live show của con vậy đó. Con làm rần mà con rất là thu hút. Quan trọng á, hát là có nhạc, nhảy là có giai điệu ha. Biểu diễn như là bên cô Bình Tinh là có múa mai xoay cuồng đúng không? Còn con là đơn thân độc mã. Để mà con nói thuyết phục rất là khó ha. Cho nên trong lòng của cô với một cái đứa bé 5 tuổi rưỡi này nên tiếp tục bước vào vòng kế tiếp. Tuyệt vời, con là siêu nhí.
dẫn chuyện đàng hoàng tử tế sau vô giọng của bà già ra làm sao. Nhất là cái chỗ qua nhà chị hai, chị hai đang ngồi cọ chậu, gặp cô là cô nói chọ cậu rồi đó. Tại vì rất là dễ bị nói lẹo lưỡi. Và những cái người diễn viên, chắc cô Việt Hương biết đó, diễn viên sân khấu, người ta tốn mấy năm trời để người ta học đài từ tiếng nói sân khấu. Còn con gì đâu mà mới 5 tuổi mấy mà ngồi cọ chậu rồi đi qua chị ba ngồi xe chỉ. Trời ơi. Chú Quang Lê phải thêm cái điều này, là con biết cái vòng đầu tiên đó, là lúc đó đó là chú chấm nghiêng về cái giọng hát, là chú đã nghĩ là giọng hát thì không ổn cho mấy. Tuy nhiên con phải cảm ơn cô Việt Hương, vì chính cô Việt Hương đã nhìn ra cái khiếu nói của con. Con thao thao bất tuyệt một tràng mà con không vấp một lời. Nó con quá giỏi, giỏi lắm luôn. Vô. Chúng là vô rồi. Chúc mừng con gái yêu, chắc chắn là mình được vô vòng trong rồi đó. Chạy lại ôm thầy giáo Quốc Đại của mình nào. Đây. Hương rừng thơm đôi vắng nâu
thưa quý vị, đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến với đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngờ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình nữa. Giỏi lắm. Ấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con nó, con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. Rồi chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong, cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí mùa 1. Và ngay bây giờ, hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu vọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu hầu im tươi cười. Một đêm hội ngộ với ba mừng con.
rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất rồi, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi ở trên. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. Cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh á sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn cô. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi, từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đăng Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. À, con... Sài Gòn đẹp quá đi thôi, Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Ôi gì, ôi gì, xinh đẹp quá. Ôi gì, ôi gì, ôi gì. Tới rồi cô ơi, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi. Chờ tôi một chút. Chơi thì sao? Hai. Mới nửa chiều đó. Good. Anh hướng mẹ. Cầm gì đó? Đi trốn đi đâu? Trả đây. Không trả thì sao? Ba tôi trả nè. Ba cho tôi nè. Cô nè, hồi nữa lên xe đừng có nhảy nha, ông cướp nó giật đó. Ừ, biết rồi, cảm ơn nha. Ủa sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn. Ok. Ủa, có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa, em hâm mộ anh chị quá à, cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong Thử Tài Siêu Nhí không ạ? Dạ đúng rồi, à, dạ đúng may quá. Rồi. Sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài. Tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý, đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À, mà trước khi đi, tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo. Anh chị cho tôi ra chụp một tấm hình nhé. Làm hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, hồi trẻ trâu mà. Bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bà có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi sẽ về Việt Nam nha. Thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ. Thăm anh Hoài Linh nè, rồi thăm chị Thanh Hằng nè. Ủa. Anh chị Đăng Chi nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chú quên anh Gia Bảo hả? Như anh Bảo chứ.
về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ. Mấy đứa nhà về Việt Nam. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có râu. Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là thử tài siêu nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo. Ha, ban đầu thì mỗi bé là một cái sự riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa chú Thầy Nghĩ nói xong á là tới cô Đăng Trang nha. Cô Đăng Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi. Chưa mấy người dạ. Ra già ta kỹ dạ. Tắm. Em cảm ơn chị Bãi đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đăng Trang nói cho chị Bãi chứ vui đi. Trời ơi. Bây giờ chị Bãi muốn em nói cái gì chị Bãi? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bãi gài sát dán luôn là cho chị Bãi đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chứ chị Bãi? Dạ được. À được rồi, chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trời ơi, coi. Trời ơi, cái... cái lưng không đi giống Hoài Linh quá rồi. Đó. Con rất là sáng sân khấu. Ông ca chú cũng thích à, thôi chú gật đầu. Con chọn con. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng. Tao không đồng ý. Đồng ý. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha. Thầy Hữu Quốc. Kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bộ. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Đi 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 đi. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe cô hỏi nè. Sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à. Cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi. Đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả như người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Thank you.
Vừa rồi là tiết mục nhạc cảnh công cha nghĩa nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng 5 tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha. Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Luân mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dạy cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có của Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Vinh đi. Yến Trang cùng với học trò cưng Quang Hiểu sẽ mang đến tiết mục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hiểu, tới rồi đó con. Nè, nghe ba dặn nè. Cố gắng lên nha con. Ba hãnh diện vì con lắm. Nè, qua thưa bà nội đi rồi đi thi nghe nội, không? Cháu nội của nội nè. Kỳ này đi thi, ráng thi cho giỏi nghe không con? Ủa chú ba. Hiểu con, ba con chào bác, chào anh hai. Ừ. Trời ơi, hôm bữa lên TV mặc bộ đồ vest sói ca gần chết. Trời ơi, rồi hôm nay mặc áo dài đâu đó, có in cái gì? Trời ơi, ông ơi, anh bánh nhà rồng luôn ông ơi, đẹp quá. Rồi đi lên Sài Gòn thi đó phải không? Chú nói nhiều quá. Bị gì tôi hâm mộ nó. Rồi bây giờ hát cho chú ba, chị ba với lại bà nội nghe thử coi. Hát đi con. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con tha
mây, tôi sẽ là một phần mây ấm. Là mưa, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ nam ra ngoài bát bao tim nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm. Muôn trái tim đắm say hòa bình. Một tràng vỗ tay thật to thưa quý vị. Hôm nay thì không chỉ là Quang Hiểu là một người bất ngờ, mà ngay cả cô giáo Yến Trang cũng như thế. Trang đứng ở phía sau hỗ trợ cho Hiểu, không hát cùng với con, nhưng mà Trang múa rồi sau đó là cùng với học trò của mình thực hiện cái màn đu dây bay rất là mạo hiểm. Nó tạo một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cảm thấy xúc động vô cùng với hình ảnh đó. Một lần nữa cảm ơn Yến Trang đã hỗ trợ cho học trò cưng của mình trong tiết mục này. Cô rất là thích cái đoạn mà con lên tông. Đoạn đó rất là khó con ạ. Bởi vì không phải lên từ đoạn này chuyển accord để qua một cái đoạn mới, mà là chuyển bên trong cái đoạn đó luôn. Chuyển mới có hai câu con, còn hai câu sau là chuyển luôn. Cho nên cái hợp âm nó rất là khó nghe. Nhất là khi mà âm nhạc lên cao trào, mà con đã nghe được thì cô cảm nhận được tụi con đã học hỏi được rất là nhiều điều từ chính cuộc thi này. Cho nên đó là cái điều cô rất là mừng. Và cái sự nỗ lực của cả hai cô trò đưa tới một cái tiết mục nó hoành tráng như vậy. Cảm ơn cô Đoan Trang. Ngày hôm nay mới thực sự là chú nhìn thấy là tình thầy trò ở trong cái bài hát này. Tức là chú nhìn thấy nó thể hiện qua cái cách diễn của cô Trang và con. Bữa nay có bắt đầu lộ vẻ xoái ca ra rồi đó. Hơi sexy một chút khi cô Trang ôm một cái nó giang nguyên cái áo ra, thấy nguyên cái giếng. Chú gửi con 10 điểm. 10 điểm từ giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Thanh Hằng. Cô xin gửi con 10 điểm. 10 điểm. 2 điểm 10 từ hai vị giám khảo rồi. Còn 2 điểm số của hai vị giám khảo còn lại chúng ta sẽ biết sau Hiểu nha. Tiếp một thánh giống.
Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những giọt sương đáng yêu của lớp thầy giáo Hữu Quốc. Cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ cho bé Út, Út 8 đúng không? Cứ để vậy đi, xếp từ anh 2, anh 3, 4, 4, 5 là... Dạ con là Út Điệu. Út Điệu. Con. Dạ con là 8 Tân Tửn. Thấy con tự tin con nói điều đó là biết con có không bình thường rồi đó. Còn con. Dạ con là 7 Rùi. Tại vì con có một rùi trên miệng. À một rùi, 7 Rùi. Còn Quách Phú Thành là gì? Dạ là Sáu Ròm. Sáu Ròm đúng. Con sau này nên gặp chú Hoài Linh nhiều nhiều chút. Dạ con là Năm Muôn. Năm Muôn, à biết rồi. Năm Đen. Tại vì con có cái làn da bánh mật đó phải không? Ừ. Còn con? Con là Tư Ú. Tư Ú à, quảo Ú. Giống chú Lê đó. Dạ con là Ba Đủng Đỉnh. Ba Đủng Đỉnh tức là làm chuyện gì con cũng đủng đỉnh vậy đó hả? Không có gì phải vội vàng hấp tấp. Anh Hai thì sao anh Hai? Dạ con là Hai Nhoi. À con nhoi quá con ơi. Con quá nhoi luôn á. Cảm ơn tất cả các con nha. Nhìn cái cảnh này thì tôi muốn là chính huấn luyện viên là anh Hữu Quốc, anh làm sao mà anh giữ nguyên một cái gia đình của ông Năm này lại trong cái chương trình, anh dựng như thế nào không biết, mà tôi muốn là có mặt tất cả các em như vậy. Bởi vì cái sự hỗ trợ của các con á là một cái động lực rất là lớn cho những anh em mà còn ở lại. Bây giờ các con có bị loại nhưng mà con có vui vẻ mà khi mà anh em mình cần đến các con không? Tụi con dù là bị loại rồi nhưng mà tụi con vẫn vui vẻ và hỗ trợ cho các em tới cái vòng cuối cùng luôn. Chắc chắn vậy không? Dạ chắc chắn. 3, 2, 1 Yeah! Một lần nữa cảm ơn các con nha. Quê gốc của con là ở đâu? Ba mẹ con quê ở đâu? Dạ, ba con ở Hưng Yên. Mẹ con? Dạ, mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy con có nói được giọng Bắc của ba con không? Dạ, dạ cũng được. Thử đi. À, dạ, con xin chào các cô, các chú đã đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đó là lý do tại sao bé phát âm rất là chuẩn. Là vì cái gen từ bố đó, nên mới ca cái bài đúng dân vậy. Ca đương đại của miền Bắc. Con thả hồn theo cái bài này chứng tỏ con nghe rất là nhiều và con có cái đủ cái nội lực để con thể hiện. Cái lứa tuổi của con còn quá nhỏ, là anh thứ 8 trong gia đình nữa, mà con thể hiện bài này thì vượt quá số tuổi của con với cái kỹ thuật điêu luyện mà không phải ai cũng có thể hát được. Và quan trọng nữa là chắc có lẽ huấn luyện viên của con làm rất là kỹ qua phần dàn dựng để tạo một cái cảm xúc. Và cái điều này là cái điều rất là đáng yêu. Cái sự yêu thương nhau trong nghệ thuật nó vô cùng khó. Bây giờ thì chưa nổi lên thì thôi á, chứ mà khi mà đã nổi lên rồi thì cái khối này mà nó đoàn kết lại với nhau sẽ là một sức mạnh rất là tuyệt vời. Để tụi con có nhiều tiết mục hay mà làm nguyên một cái vở diễn nhạc kịch, đó là chuyện bình thường. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và một lần nữa chúc mừng con Ngọc Thanh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền? Có. Vai dữ? Có. Vai nghèo? Có luôn. Vai gì ghẻ? Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm? Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là trái thị nó chứa không đủ chị. Không trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng nè ha, hoặc là vai dì ghẻ nè ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái dì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Vậy được. Quý vị coi nè nha, đang có một cái gương mặt mà muốn nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, coi bây giờ bắt đầu đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là ném về ở đợi thì có. Dạ.
Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực. Mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi, ha? Thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Chưa nói làm gì khóc? Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải, biên thùy, ha? Để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè. Nhiều đó, cũng không làm được, cũng không làm, dạ. làm được đó mày. Hả? Đau quá. Đau gì? Hả? Chị ơi, chị ơi, đau quá. Vô đây cho mẹo, buông ra. Nói chị em mày buông ra, đứng ngoài đi. Tao đã nói rồi, ha? Phải làm cho đúng đàng hoàng nghe. Phải đi ra ngoài đồng á, chăn trâu, cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia dòm là thấy gì đấy, giống cái mẹ mày nè. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tin đi cưng. Thầy ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn hết vậy. Thầy không biết nữa. Chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa, em cũng không được cãi lại lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con vậy mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây tay lên đầu chị su ngủ, tiếng ru ơi à. Bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mà. Oh,
đời ru của chị thay mẹ thay cha chỉ cất tiếng ru. Sẽ thấy mẹ về. Không, em không ngủ, em muốn được gặp mẹ. Em nè, hồi tối hôm qua chị gặp mẹ. Ủa, thì cả hai? Ừ, mẹ nói là hôm nay là sẽ về gặp em. Vậy hả hai? Vậy tối nay chị em mình được gặp mẹ rồi. Không, mẹ nói với hai là đêm nay á chỉ muốn gặp có một mình em thôi à. Ủa sao kỳ vậy? À, thì tối hôm qua mẹ gặp chị, mẹ nói là mỗi đêm á chỉ được gặp có một đứa con thôi à. Ý, mẹ mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ hai, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tất lực. À, mẹ về. Tất lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làn sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Nghe tiếng kêu con khờ đầy trời đợt đào xuôi chi để mẹ đặt xa con nhớ dung đêm ngày mẹ ở đâu sao chẳng quay. Sẽ hát ru cho con ngủ. Con ơi con ngủ đi, mẹ ru con ngủ đi.
đừng trách cha mà tội nghiệp. Cũng chỉ vì thương hai con sắp mất đi tình thương của mẹ mà cha đi tìm mẹ ghế để cho hai con được chăm sóc nâng nói vậy. Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em ơi, tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tức lực chị ra đây với em đi, chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Mẹ chỉ ước mơ cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày lầm lũ vì con, đạo làm con luôn thấu hiểu. Ngày hôm nay, cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng vỗ tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc ngay cái phần đầu, mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. Đó, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. Lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì Bùi Rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim Bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con lại mới biết là mang ý nghĩa là cái
hình nộm rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn Giang Thảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. À, bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh. Đánh không có đau miếng nào hết trơn. Còn có đau không con? Dạ không. Thôi thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm vỗ tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Cuộc đời của mẹ từ cảnh giống thơ ngây qua lời ru em mà mẹ đã theo chân con trên dạng neo sông hồ. Lần đầu tiên rồi kể từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau mẹ lại vui thêm chút nữa chắc con khỏe nên con đạp con chồi. Cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý. Chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Bước chân nhỏ bé ông thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy hé để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm em với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ và em mơ mơ giấc mơ mơ gia đình yêu thương. Mẹ dù sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước chân xa nhoi nhoi đang lạnh thầm bước trong đêm, và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nơi thế gian lũng ngập tràn yên bình, và tôi luôn mơ về một nơi xa xôi nắng bên hoa lũ xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên nắng thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ, và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi nắng bên hoa lũ xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai xa xôi nắng đến thao lũ xanh trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mà một ngày mai nắng lên nắng thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Đó là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn.
Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, tôi nói cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Cảm ơn cô. Hồi nãy giờ là từ đầu đến chương trình tới giờ mà chú coi là nó là tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Hả? Xa vời
Thưa quý vị, đó chính là Thái Quang Hiểu đến từ lớp nhạc nhẹ. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và nhóm bè Sunrise. Cảm ơn các bạn. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời cô Đoan Trang. Đến ngày hôm nay trong đêm gala này, cô thấy một Quang Hiểu rất là chững chạc, con hát rất là điềm tĩnh và con rất là tinh tế trong từng cái cách con nhả chữ. Cô rất là thích và cô cảm thấy nổi da gà và muốn ứa nước mắt luôn lúc mà con bỏ cái micro con gắn vô trong cái cây rồi con ngồi xuống con đỉnh đạt từ từ để mà con solo, tuy rằng có hai câu thôi bằng đàn bầu mà cô cảm thấy vô cùng ấn tượng. Cô chúc mừng con, rất là hay. Cảm ơn cô. Về mặt cảm xúc và diễn xuất, con làm rất là chuyên nghiệp. Cái điều này không thể nào bé 10 tuổi mà làm được nếu như không có chương trình Thử Tài Siêu Nhí và những người đã hết lòng cho chương trình này. Xin cảm ơn chú Thanh Bạch. Những cái bài con chọn đa số là những bài khó, nhất là cái bài Tiếng Sông Hương. Với cái hòa âm như thế mà con vào, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng tình cảm, là chú thấy cái cảm âm của con nó tốt. Chú chúc mừng con buổi đêm gala này. Con đã thật sự tỏa sáng và con đã cống hiến cho khán giả một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú. Chúc mừng Quang Hiểu. Sói ca lúc nào cũng là sói ca trong lòng của chú. Cảm ơn chú Hoài Linh. Chúc mừng Thái Quang Hiểu. Và còn tiết mục tiếp theo cũng dễ thương không kém nữa, đến từ đội của Gia Bảo. Chúng ta hãy đến với tiết mục Mẹ Là Tấm Gương với phần trình diễn của bé Cát Vi. Oh yeah. Come on. Alo. Chị ba hả? Em Tám nè. Trời đất ơi, sao giờ này chưa qua nhà em nữa? Thì chị đem cái tiền của em cho chị mượn á. Đúng rồi, chị nhớ chị đem luôn cái tiền lời luôn nha. Qua đi em đợi được, tiền là em đợi hả? Chị nói sao chị? Có gì đâu ấp úng mà chị cứ nói đi. Chị em không mà giấu cái gì. Dạ sao chị? Chị nói sao? Ba ngày nữa chị mới trả. Trời đất ơi bà ba. Trời, ba nghĩ sao vậy? Tôi cho chai phải tôi làm từ thiện đâu mà bà bây giờ bà muốn trả trả nào trả hả? Tôi nói cho bà biết, tiền của tôi là tiền đẻ ra tiền chứ không phải là tờ giấy. Bà thích mượn thì mượn, muốn trả thì trả. Bà ở nhà đi, tôi qua tôi cào nát nhà bà. Ừ, ở đó đi, tôi qua liền. Con Tám này nói được là làm được, bà đợi nó đi. Cái gì? Tôi qua liền là khỏi gọi. Cô là ai? Cô là đồng minh của bà ba hả? Cô nói đi, tôi không sợ đâu. Cô là ai? Cô là cô của cô giáo của Cát Vi. Cô... cô... Cô ơi, giờ không có, vừa rồi chỉ là sơ suất nhỏ nhỏ của tôi thôi. Ừ, tôi nóng tính á, không có gì đâu cô. Chuyện tào lao mà, dạ xin lỗi cô. Tại tôi nóng tính quá. Dạ cô gọi tôi có gì không? Dạ cô, tôi biết mà. Các vị học giỏi giống tôi. Sao cô? Cô nói sao? Có chuyện đó luôn. Được rồi, để tôi về tôi la nó. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ dạ dạ. Dạ, con chào má con đi học mới về. Vì. Dạ. Nghe má hỏi, bữa nay con đi học con quậy đúng không? Dạ, dạ con đâu có quậy đâu má. Con đừng có nói xạo. Con đi học con biết ngoan ngoãn, để cho cô giáo gọi điện thoại mắng vốn má. Rồi người ta nhìn vào, người ta nói má không biết dạy con, mặt mũi má để đâu, nhục ơi là nhục. Tại sao vậy hả? Hả? Dạ con đâu có quậy đâu. Đụng tới là khóc. Đâu có quậy gì đâu. Con cho bạn mượn tiền lấy lời. Dạ. Rồi con lấy bao nhiêu? Dạ thì hôm nay con cho mấy bạn mượn 10 ngàn nè. Rồi ngày mai mấy bạn phải trả cho con 14 ngàn á má. Nó lấy lời còn mắc hơn tôi. Mà bạn con nhỏ xíu như vậy mượn tiền làm cái gì? Dạ thì có mấy bạn mượn để mua đồ chơi nè, hoặc là mua chuyện nè. À thôi má hiểu rồi. Cô giáo thấy con đang cho bạn mượn tiền nên cô giáo la con đúng không?
Không phải. Chuyện là vậy nè. Hôm nay á là cái ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho con á. Mà má biết á, con mới bước tới con hỏi mấy bạn sao không? Sao? Ê mấy bạn, ở đây mà nói nghe nè. Mấy bạn có khỏe không? Mấy bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay á là ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho tôi á. Rất là lịch sự, quá nhẹ nhàng. Vậy bạn con trả lời sao? Mình không có tiền. Được rồi con sao? Bạn nói sao? Bạn không có tiền hả? Trời ơi! Bà mượn tiền tôi mà nó không trả hả? Tiền của tôi á là tiền đã ra tiền, không phải là cái tờ giấy. Mà bạn không trả cho không không nha. Đọc tiền đi liền úp ruột. Mấy bạn á, có tin là tôi tới nhà mấy bạn, tôi cào cái nhà của mấy bạn ra không hả? Con cá phi này á, dám nói là dám làm đó nha. Còn bây giờ thì tôi tịch thu bút của bạn. Khi nào á mà bạn có tiền thì tôi trả cho bạn. Trời ơi Cát Huy ơi, má không còn một cái từ nào để nói với con nữa. Con học ở đâu ra cái thối mà con cho bạn mượn tiền lấy lời, bạn không trả được con lại con siết nợ, con cào nhà người ta hả? Học đâu có, ai dạy con? Dạ đâu có ai dạy con đâu. Chứ con học ai? Con chỉ đi, con chỉ cho má biết con học ai. Má qua má cào nát nhà nó liền. Ai mà thở đời dạy con cái mà dạy con chỉ đi, ai hả? Ai? Đâu, đứa nào đâu, bước ra đây. Con chỉ đàng hoàng coi má có thấy ai đâu. Dạ con học má. Tại vì con thấy má đi đòi nợ gì ba cũng vậy chứ bộ. Thì tại vì má cũng làm để kiếm tiền nuôi con thôi. Thì ba cũng phải lo cho con của dì ba chứ má. Má biết không, đã mấy tháng nay rồi á, chị ba không có tiền để mà đóng tiền học cho bà Mỹ Ngon rồi đó má. Thôi con, chuyện mình lo, kệ người ta đi. Dạ, con chào dì Tám. Ủa, má con kêu con đem tiền qua cho dì Tám hả? Dạ không, con không có tiền. Không có tiền qua đây làm chi? Dạ, con qua để con xin lỗi dì Tám. Vậy đi. Ủa, tôi cho dai mà xin lỗi là sao? Vậy đi. Thôi mà Vy, mà nói cho dì Tám biết đi. Không được. Nè, hai đứa làm gì mà to nhỏ mà nói vậy? Các Vy cũng bước qua đây. Bạn mới vô mà con đuổi về là sao hả? Con còn giấu má cái chuyện gì nữa? Nói. Dạ thưa má, đã mấy tháng nay rồi á, chị bà không có tiền mà đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân. Ngày nào đi học á, bạn Mỹ Ngân á cũng bị cô nhắc nhở la hoài à. Cho nên là con mới nhịn ăn. Con để dành tiền á, con đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân, mà cũng không có đủ nữa. Cho nên con mới lén lấy tiền của má. Con cho mấy bạn mượn lấy lời. Con định á là gom hết lấy cái số tiền lời đó lại, để lần sau á con cho mấy bạn mượn mà con khỏi phải lén lấy tiền của má nữa. Vậy con biết cái việc mà lén lấy tiền của má là một cái việc làm rất là xấu. Nhưng mà để giúp cho bạn Mỹ Ngon được tiếp tục đi học á, thì con không còn cách nào khác nữa rồi má ơi. Má. Con, sao mà con nhỏ mà con suy nghĩ lớn quá vậy trời. Má chưa bao giờ suy nghĩ được như con. Tại vì con học ở trường á, trường con có câu là lá lành đùm lá rách, cho nên con chỉ muốn làm theo những gì mà con đã học thôi à. Hai đứa nói là đã học cái câu lá lành đùm lá rách ở trong trường đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ á, má muốn hai con học thêm cái câu này nữa, hai con làm được không? Câu gì vậy má? Đó là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Tụi con làm được không? Dạ được. Bây giờ má sẽ dẫn hai đứa con đi chơi. Má ơi, chị má. Rồi về mẹ nhiều cánh hoa. Giận mình tình giấc mơ, sao không thấy mẹ ngàn ngào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền, mẹ
gái ba hát hay quá. Nãy giờ con hát bài này ba nghe ba thấy buồn quá. Nãy giờ hát bán được cây nào không con? Dạ, ba chưa bán được cây nào. Con lo con hát không, con không mời mà sao bán được. Ngồi đây nè, cơm chay nè. Biết sao kêu cơm chay không? Bởi vì cơm không đâu có cái gì đâu mà không chay con. Nè, ăn miếng đi nè. Đói lắm ba rồi đó. Ba ơi, ba ăn cùng với con đi. Ba no rồi, con ăn đi. Ba đâu có ăn gì đâu, ba no. Ba mập. Mỡ nó tự hòa tan ra là ba no rồi. Con đừng quan tâm tới ba nữa, nghe không? Con còn nhỏ, con phải ráng con ăn đi. Ăn nhiều vô, thấy không? Đó, ăn đi, giỏi lắm á. Ba ơi, bây giờ mình nhảy cho nó xum xum để người ta mua xin gom đi ba. Mấy chị bên kia qua đi nhảy rồi con bắt trước. Đâu con học được gì con nhảy ba coi coi. Sao vậy con? Gì vậy? Sao tự nhiên đang nhảy làm gì vậy? Đói quá phải không? Ăn cơm rồi mà, sao vậy? Có sao không con? Sao vậy? Còn đó nha. Cậu có hết hồn hết vía à. Con giỡn chị ba không chịu nha. Dạ cảm ơn chị. Cháu nó giỡn thôi không có gì hết chị. Anh là... Cô là... Ủa? Cô gì ơi? Cô bị gì vậy? Tôi giúp cái gì cho cô được không? Dạ anh ngồi xuống đi. Sao vậy cô? Anh đưa tay ra. Ê Ủa? Cô sao vậy? Sao cô gửi cho tôi vậy? Cô đi đâu vậy? Dạ anh một tôi đang trên đường tới trường thôi. Cô à. Tôi chạy bên đường, tôi mua hộp sữa cho bé cái nha. Mua sữa này giọng đi liền nghe nó khóc. Dạ rồi. Dạ. Ê cha thiệt tình á. Trời ơi, khóc thôi nín trời ơi coi. Chờ xíu đi, mẹ mua sữa về cho con uống hiên. Chờ chút xíu ha. Ủa? Sao đi mua sữa gì mà một tiếng mấy đồng hồ rồi chị ơi? Trời ơi! Sao kỳ vậy? Trời ơi, sao sinh con ra mà bỏ con vậy trời ơi? Nín con ơi! Bây giờ sao giờ? Thôi, con nằm đây coi. Xác thế nào mẹ con cũng quay lại đón con nè. Nghe con nghe. Rồi, nằm đây nghe. Càng lần tôi xin lỗi anh. Tại lúc xưa tôi tốn quá, tôi thấy anh hiền lành nên tôi làm liều như vậy. Hôm nay tôi trở về đây, tôi cũng muốn tìm gặp con tôi. Mai qua gặp anh ở đây. Anh ơi cho tôi hỏi á, là con của tôi ngày xưa. Cái bước con ơi, gọi mẹ đi, gọi mẹ đi con. Anh ơi, anh nói bé gọi mẹ đi anh. Con à. Ba ơi, con này là ai vậy ba? Hồi nào tới giờ á, con muốn gặp mẹ con lắm phải không? Dạ. Hồi nãy á, ba đứng đây cái tự nhiên ba thấy bà Tiên. Ba hiện ra, cái bà nói hôm nay á, bà cho bé Hồng Ân gặp lại mẹ của bé Hồng Ân. Thấy chịu không? Cái cô này á, cô là mẹ của con đó. Là gì mẹ? Mẹ xin lỗi con. Anh à, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua anh đã chăm sóc cho con gái của tôi. Anh à, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Đây nè, tôi có một ít tiền, tôi gửi cho anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đủ thiếu gì sau này á, tôi sẽ chuyển cho anh tiếp nha anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi bán con tôi sao cô? Anh à, tôi không nhận số tiền này đâu. Tôi xin anh hãy cho bé theo tôi. Không lẽ
Anh muốn nhìn tương lai của bé cũng vất vả vất vưởng với anh sao anh? Đi! Con ơi, mưa rồi. Ủa? Con đâu rồi? Ba ơi, con lạnh quá. Có ba đây nè. Ba che áo mưa cho con nè. Không có lạnh nữa đâu nha con. Có ba rồi. Con hết lạnh rồi. Con ngoan lắm. Ba thương con nhiều lắm. Con ơi. Con ơi. Con ơi con. Từ này về sau ba không có bỏ con nữa đâu. Con sao con không đi về với mẹ đi? Hả? Sao vậy? Mẹ con mới tạo dựng được cuộc đời cho con. Đừng ở với ba, đi đi. Con thương ba mà. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Mẹ là đàn ông với phần trợ diễn của diễn viên Hồng Trang. Cảm ơn Trang. Con có ba có mẹ đầy đủ phải không? Đúng rồi. Và con cảm nhận được cái hoàn cảnh quy định của một bé mồ côi. Và khi những cái lời con nói, nó rất là thật. Và con phải có một niềm tin rất là lớn vào nhân vật của mình. Thì cái điều này chỉ dành cho người lớn. Khi đã viết được cái lý lịch của nhân vật, mới tìm tòi những cái tâm lý để mà diễn xuất cho khán giả tin đó là sự thật. Thì con có thể nói là một cái bẩm sinh về cái khả năng diễn xuất nó cài đặt sẵn trong con người của con rồi. Phải nói hôm nay phải có một cái niềm tin rất là lớn và rất yêu tiết mục này thì Gia Bảo mới có thể biến hóa nó thành cái nhân vật của mình. Ở đây bạn đã ngẫu hứng mà tôi chắc chắn là tác giả Vương Huyền Cơ không có viết. Đó là ba no rồi, ba mập rồi, ba tự tiêu hóa cái mỡ của mình. Tôi biết đây là riêng dây này là Gia Bảo đã vận dụng vào một cách hợp lý và rất là dễ thương. Và nó riêng, nó không giống ai hết. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Không ơn, con còn nhỏ nhưng mà con có được tư duy của một người diễn viên. Bởi vì con hiểu cái nội tâm của nhân vật, con mới diễn được như vậy. Còn Gia Bảo thì thật sự lần đầu tiên chị xem Bảo diễn một cái vai bi, một cái vai mà chịu thương, chịu khó, hy sinh cả một quãng đời thanh niên của mình cho một đứa bé bị bỏ rơi. Chị cảm thấy rất là bất ngờ, diễn rất là sâu. Chúc mừng em, chúc mừng tiết mục này, rất là xúc động. Cảm ơn các vị giám khảo. Vậy thì các cô chú giám khảo sẽ cho bé Hồng Ân của chúng ta bao nhiêu điểm đây? Xin mời chú Hoài Linh. Con muốn nghe con nói đi. Dạ, con muốn 4 tỷ điểm. 4 tỷ điểm. Bác tham quá hà. Chú cho con 4 tỷ điểm luôn á. Cái quan trọng là ban tổ chức á, họ có cộng nổi hay không thôi à. Chứ nhiều con muốn nhiều, chú cho nhiều, giờ con muốn nhiều. Chắc cũng biết nhiều là cao nhất đâu. 100 điểm. Ta 4 tỷ ta hạ giá xuống còn 100 đó chú Linh. 100 điểm bên ban tổ chức cũng không cho. Vẫn còn hơi cao đó con. Cao, đó. Cao quá. Mình bớt giá chút nữa đi. Con cũng không biết nữa. Chú gửi con 9.75. 9.75. Mời cô Thanh Hằng. Cô cũng gửi con 9.75. 9.75. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Trời ơi, tôi yêu cái giọng nói này quá đi. Rồi, chúc mừng con nghe. Ba tôi đưa tôi ra đâu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đô làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, co rơi rớm khô. Bye.
chiếu lạc quan. Nghiêng một bờ, bờ đêm. Một ngày tự tin ánh lửa vàng, bước chân băng băng, dập dềnh đông xa những mùa vàng. Con trâu khổng lồ đi theo ông. Mặt trời phía hừng đông, soi mong mong trời dài về phía ngọn đồi cao. Ngay những thân cây rừng vừa đứng vừa chờ trông, nơi những con chim rừng vừa bay vừa ca. Vừa biết bao nhiêu mùa lũ về xa, nghe những tiếng nói cười tựa những không con? Dạ con bán cũng được con nội. À ủa mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống thôi. Con đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi đi đi con. Dạ. Trong này là gì mà ông nội muốn cho mình mở ra? Thanh, con làm gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm, nội ráng uống chén thuốc này đi rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi ơn dày khắc sâu trong lòng, từ trong tiếng à ơi con được lấm hôn nên con từ khi con trẻ hay con ấu thơ, nỗi đã tay cha dạy con biết bao điều ấy. Thay cả mẹ hiền khi mẹ lìa xa dương thế, biết bao ân tình khắc sâu mãi mãi trong
nay. Những vết thương do kiến cắn ở gốc cây mít đã hết rồi. Thằng bé đỡ khóc nhiều hơn. Nó ăn được vài muỗng cháo. Thằng bé ngày càng dễ thương. Nó đòi tôi, khi tôi lại giỏng nhìn nó. Mình ơi! Không, Mình ơi, tôi không phải người vậy đâu Mình ơi. Tôi, đừng nghĩ quan cho tôi mà. Nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà. Tội nghiệp đó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi, bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ. Nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao khi đã biết rõ sự tình? Thành, đưa cho ông nội, đưa đây. Nội thương con nhiều, con đừng buồn. Đừng khóc nữa Thành ơi, mà làm cho lòng nội nát tan. Nội sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nội bỏ con đâu. Ông nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Phú Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học.
À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm hữu quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này. Và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Con trốn
Hay quá con ơi, ngọt ngào dễ thương, hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con á. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê, và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi sáng, mặt con cũng sáng cũng đẹp. Cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng, nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu. Cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa, thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào chú Quang Lê? Chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á thì con xử lý một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò. Nghĩa là mình ghé rồi không có ghe nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu. Cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời chèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghe liền đúng không? Cho nên nếu mình chèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Dạ. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng. Cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương. Cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đây nào. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất sắc. Cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhân? Mẫu thân ơi, mẹ đang ở nơi nào? Thiên cung lòng xót đau, làm sao thấy nhau? Tình mi liều tới nơi này số an bài
tiền, ngươi chẳng nghe lời, chẳng biết quy thân sanh. Được, vậy là chính ngươi tự đi tìm cái chết. Được, có được mẹ bình an dù phải dùi thân mạng, để dạng hòa ương đời ta mang nguyện đạo làm con. Hay, hay lắm. Thiên binh thần tướng ra tay. Dương Tiễn tròn hiểu ân cứu mẹ, sanh con Thảo là do phần phước, tội qua nương được qua giải từ đây. Dương Tiễn vẫn tận tâm phò trợ thiên đình, ta chấp thuận cho mẹ con tương ngộ. Đội ơn tất mẫu. Mẹ, mẹ,
chữ hiếu ghi lòng. Một tiết mục quá khó phải không ạ? Đòi hỏi rất nhiều ở cái phần ca diễn vũ đạo rồi hiệu ứng sân khấu. Cô rất là cảm phục và là kính trọng con. Một đứa bé mà con đã một gì cái sự đam mê sân khấu cải lương mà con bất chấp tất cả. Con có cái giọng ca rất tốt. Giọng ca con rất sáng, rất bén của một anh kép hát. Phải giữ cái giọng ca này nghe con. Và cũng xin nhắc nhở huấn luyện viên Bình Tinh. Tại vì khi huấn luyện viên của con là sở trường là về bên Hồ Quảng nhiều. À, về múa mai về Hồ Quảng nhiều. Nhưng mà khi mình hát, mình dùng hết cái sức lực của mình để mình múa mai, rồi mình diễn xuất, rồi mình đeo, mình mặc đồ trang sức, đồ vô nữa. Cho nên nó bị giảm đi cái chất giọng ca của mình rất là nhiều. Cái tiết mục này nó đủ thứ cho con, đủ mọi mặt, nào là con múa thương, rồi con quay quần, rồi con bay, con này kia nọ nữa. Cho nên nó làm cho con bị giảm bớt đi cái sức lực khi con vô câu giọng cổ nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời cô Đoan Trang. Phải có thử thách thì tụi con mới học được nhiều bài học, mới đạt tới được thành công. Và trong một cuộc chơi chắc chắn là phải chơi cho tới cùng, phải mạo hiểm. Cô là cô không thích sự an toàn. Cho nên một cái tiết mục được đầu tư với tất cả công sức như vậy để đem tới Thử Tài Siêu Nhí một cái tiết mục quá hay như vậy, một công phu hoành tráng như vậy, thì đó là bao nhiêu cái tâm huyết của cô Bình Tinh dành cho con và dành cho chương trình. Và cô đánh giá là các con rất là bản lĩnh. Tài năng của cô Bình Tinh cộng với bản lĩnh của con, tất cả những gì con cố gắng của ngày hôm nay để đưa cái tiết mục này trở thành một cái tiết mục lên một bậc mới đối với bản thân con. Chúc mừng hai thầy trò con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Xin mời cô Việt Hương. Điểm dành cho bé bao nhiêu ạ? À, 10 điểm. Cô Hằng nè. Bùng luôn. Giỏi luôn. Tuyệt vời. Đồng nha. Là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng. Hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ 5-6 giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ đi về. Lúc mẹ đã cầm theo bao khó nhọc bộ mồm như dấu trong hồi buộc con suy nghĩ sẽ làm gì để mẹ được vui. Vất vả muôn phần thương quá mẹ ơi, vì mất chúng con thành người hùng dũng. Dù có khó khăn mẹ không hề nao núng, chỉ mong con học giỏi chuyên cần. Đời này con yêu
Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không, con không giống ai á. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô bình tĩnh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây? Cô bình tĩnh. Dạ, thực sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn, cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi, xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào. Dạ. Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình.